xong tôi xong tất cả bọn nó rồi, đi quá đúng chiến thuật thượng thừa rồi, thì xin nhá, mình xin nha anh em nhé, anh em thông cảm nhé. Xin nhá. Ô, thôi không sao không sao. Mình đến, không sao cả. Không sao, mình đến. Địt con mẹ này. Mình chưa bị đánh, mình chưa bị đánh, mình có thể execute được. Ơ? Thầy nó sẽ không chưa biết thức sức mạnh thật của mình đâu. Mình xem rừng nó đâu, rừng nó boss này. Mình sẽ giết nó luôn này. Các bạn tin mình giết được nó luôn không? Các bạn phải tin chứ, tin vào mình nhá. Giết nó liền này. Một lần có máu chạp vào đã. Ok, kể cả chấp con ma luôn, chấp con ma luôn. Địt mà, mình chấp con ma luôn. Đó. Tốc biến này. Tốc hoặc chết, địt con mẹ mày. Vào chết. Ta bảo rồi, tao không tha mày đâu, kể cả bây giờ mình tốc rồi, sao mày không tốc nữa. Bye bye. Xin. Đi con mày áo mày. Một người ẩn giấu sức mạnh. Đến khi gặp lại, cái giờ sức mạnh là cái chết liền. Bao nhiêu nạn nhân dưới tay Shingu mà. Anh em xem nhiều biết liền. Ẩn giấu sức mạnh ghê vãi lồn. Cũng thằng ghê gớm nhất thế vợ. Có thằng ghê hơn mình trong trận đấu này nữa thì mình cũng bị bỏ tay phải hốt rồi. Đấy, mắc hàng phép này anh em. Con team mới giết được. Cầu máu á, cầu máu. Đéo cầu máu thực sự rồi anh em. Trâu vãi lồn, trôi thì phải cục vãi lồn. Chứ gì đấy bạn. Vãi lồn, con gì con mãi. Thanh niên chơi cố gắng thủ lan đấy. Đặt lồng, đặt lồng, đặt lồng. Địt mà biết mà, phải chạy thật nhanh khỏi cái lồng. Địt đấy, cay cái lồng lắm. Siêu cay khổng lồ, siêu cay khổng lồ. Địt mày hồn ti chưa. Mày vừa đặt cái gì ra đấy. Mày vừa đặt 6 giây nữa, 5 giây nữa. Có thể tao sẽ chết trước nhưng mà không sao. Địt co mẹ, tao không chết trước rồi. Thấy được mày chết nha. Địt co mẹ. Đập hơi yếu thì mình lên tanh. Nhưng mà tao hơi chỉ 50-50 phát đấy thôi.
Nhìn cái tên của anh là nó áp lực rồi, bịp mặt. Thay được, thằng này chắc chắn phải được làm mod luôn này anh em. Thằng cỏ dại đâu? Cho thằng, thằng kia làm mod đi. Thằng nào nhở đây? Thằng Nguyễn Kiên nhỉ? Cho cái cờ lê đây anh em ạ. À, thằng cỏ dại ạ. Đi co mà nó nói đúng phải lồn kìa. Nhìn thấy tên anh là lại đi cò mà. Rồi, đều đánh được rồi. Ôi đi vào không ạ? Tôi thấy không lành rồi, còn nó lên đông mắt. Được, thấy chết rồi, hộ thả, hộ thả. Được, được. Tôi lag quá. Thật ra là mình ping nó về rồi nhưng mà nó không muốn về hả? Nhưng mà mình sẽ không muốn cãi nhau với nó. Mình sẽ nhận lỗi là mình bảo mình lag quá. Anh em sẽ hòa thuận hơn. Chơi game lại mọi người dễ thắng bãi lột. Thông cảm nhé. Lag đúng lúc quá. Đi. Không được kèm boy em cham đúng không? Ừ đúng rồi. Anh thông minh vãi rồi, chuẩn anh em, đi thông minh vãi rồi. Lại thả thông đạo hợp lý. Nhầm thả thì phải sứ giả ấy. Ô! Đi một choáng kìa. Đèn thế không bị choáng phát đề vụt qua được, ngon vãi đái luôn. Xong anh em đem mình phá trụ là xong. Ui bị một choáng luôn, đi mẹ này. Mình có thể đánh hay hơn thế mà. Phải choáng ngay được, lách quả đấy nhẹ tí xíu thôi. Sao gọi tôi cái gì ấy? Sao bên kia gọi mình cái gì ấy? Đi, phải làm hết đi, tôi xin cụm. Làm hết rồi anh em vào. Vào, em tôi đâu rồi? Oh my god. Tôi nghĩ gì kiểu, oh, chết rồi, chết ông này rồi. Cố lên. Ôi ôi, chết tôi, chết tôi, chết tôi. Đi, ôi mày quay lại hết rồi. Đánh đi, đánh đi, thả độc tất rồi. Đánh, ui dù. Đâu zombie đâu, ca gắt đâu. Ui dùi, ui anh em, thì phải bọn tôi làm tất rồi. Ui rồi đánh trượt lên. Ui, chơi game đi. Đua không ông ạ? Đi xong game tôi đi ngủ rồi. Hảo đệt mẹ, nó biết trình độ của mình cao vãi lồn, ghê vãi lồn nhỉ. Dù đua liền, dù đệt mẹ mình đánh cũng kiểu dạng 5000 elo đấy. Có ghê chưa? Ghê chưa? Bịt mại siêu cay khổng lồ. Siêu làm chậm đi từ Sivu. Đem địch bị siêu cay khổng lồ luôn. Có tay le đến từ Sivu luôn. Sivu làm hết, vừa làm hết anh em ạ. Làm chậm hết rồi. Đem chân địch. Em. Còn này đang thở đâu anh em. Em. Hợp lý. Cảm ơn anh em nhé, anh em like lốt giúp mình nhá. Ai chưa sub chưa like, like ấn like lốt giúp mình nhá. Anh em đừng quên bỏ lại một like và sub giúp mình nhá. Cảm ơn anh rất nhiều. Nhớ bỏ lại một comment để ủng hộ tinh thần mình nhá.